Hòn Nghệ là một hòn đảo nhỏ trên vịnh Hà Tiên thuộc xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang với diện tích 3,8 km2. Đảo Hòn Nghệ nằm cách mũi Hòn Trông khoảng 15 km, cách đảo Ba Lụa khoảng 8 km và cách thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang về phía Tây Nam khoảng 24 km theo đường chim bay. Đảo có cấu trúc bầu dục quyến rũ, được tạo thành từ đá sa thạch xen lẫn với đá vôi karst và được xem là hòn đảo đẹp nhất trong 140 đảo lớn nhỏ thuộc vùng biển phía Tây Tổ quốc. Không quá ồn ào như những bãi tắm khác, Hòn Nghệ yên bình với những bãi đá hoang sơ, làn nước biển trong xanh và những bè cá bồng bềnh trên biển. Hòn Nghệ trước đây không lâu vẫn đang hoang sơ và ít người. Đầu năm 2017, điện mới được mắc trên toàn đảo, vì vậy cuộc sống của người dân đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, Hòn Nghệ vẫn chưa thu hút khách du lịch bằng các đảo khác, mà chủ yếu là tiếp những đoàn hành hương đến tham quan chùa Hang, miếu Bà Chúa Xứ nên đảo vẫn giữ được vẻ yên tĩnh đơn sơ vốn có. Từ Sài Gòn đến được Hòn Nghệ cũng không quá khó, bạn có thể di chuyển bằng tàu cao tốc, tàu khách hoặc xe khách. Nếu đi xe khách, các bạn có thể ra bến xe miền Tây mua vé đi Hà Tiên khoảng 200.000 đồng trên một vé. Nếu đi theo dạng vượt bụi, các bạn có thể mang theo xe máy với phí là 250.000 đồng trên một xe. Sau khi đến Hà Tiên, các bạn lên xe di chuyển ra Ba Hòn để lên tàu ra Hòn Nghệ. Xin chào các bạn đây. Đang bắt nhum tại Hòn Nghệ. Ô, nhum to vậy? Dài hết luôn nhỉ? Ôi rớt rồi. Gai nhiều quá bỏ vô hồi nãy. Bẻ gai bớt. Rớt mất tiêu rồi. Nằm đó đi đâu. Mấy con rồi? 4-5 con. Con. Nhum này là nhum đen. Nhum đen hả? Nhum đen. Nhum nào ăn ngon? Nâu quá mấy cái hồn kia, đó. Mấy cái hồn ngon. Cái chỗ mình đi hôm trước á. Đây nè, mấy con ở dưới đây nè. Nhỏ mắt rồi. Nhỏ. Nhỏ xíu à. Vậy hả? Đúng là vô quay á. Đây nè, nhum. Mấy con đen đen nè. Thấy hả? Đây là những con nhum nè. Chúng ta nhìn xuống cũng thấy nhum rất là nhiều. Tại Hòn Nghệ còn quá sơ. Vui đi cho mất đi, nó cầm hoài. Cái sơ quá vậy, nhúng ngoài đây rồi. Sâu. Sâu quá à. Để tôi xe. Để trời ơi, nhúng bự luôn. Nhúng khổng lồ kìa. Ủa, đây đèn con nữa nè. Đâu đèn con nè. Đèn con nè. Ăn con đẹp. Rớt nè, đây đèn con nè. Hái, đây nè, hái. Chỗ giò chút chơi coi. Vậy. Được. Chụp phí đi. Chụp phí đi. Ôi, hai ba con. Gì kinh với ai, nhiều với ai. Liên tục luôn. Cắm xô cho người ta đi. Đây nè, đây nè. Bây giờ ăn luôn á. Có cái gì á? Chút được. Lấy lòng bia đặt nó đi. Lấy lòng bia đặt nó. Ok đây. Ok. Gắp cho nó chuỗi chuỗi á. Hết rồi. Đâu qua đây được con ốc không nè. Quy đi. Quy đi. Có gì mấy còn heo nữa. Đập ra ra cho. Đây mình phải đập gai như vậy nè để cho nó gọn lại, mình để được mới nhiều. Chứ cái gai nhum nó dài. Rất là dài. Sao mà ông lặn xuống dưới được mà lặn xuống mới nổi lên không à? Nhum này có thể ta nấu cháo nè, ăn sống nè. Nhưng mà tối nay chắc làm sashimi quá. Ăn sống quá. Nấu cháo uống. Dính nè, dính cái con nữa. Cầm cái chốt cũng được đi đâu hả? Cái chốt đó, cầm cái chốt thôi. Ồ, tỏ đem cái thùng nhỏ quá rồi. Đây, cái Hòn Nghệ này hiện giờ là khách du lịch rồi, nó cũng vắng. Còn quan sơ nên lặn mới thấy nhum nhiều thế này. Má vào đây một cục nhum luôn. Ghê vậy? Trời ơi. Nhỏ không à. Nhỏ đâu bắt đâu, nhỏ đâu bắt đâu. Bây giờ mọi người đứng im đừng có ngủ.
chỉnh cái không thấy được. Không có gì nhiều bạn. Chỉnh được. Mua bia đi. Lủng lủng à, mới vô lủng lủng chứ hả? Đúng rồi, lủng lủng như vậy đó. Ừ. Ở Ba Hòn có hai tàu cho bạn lựa chọn, đó là tàu Thanh Tùng và tàu Thanh Tâm. Tàu chạy ra Hòn Nghệ khoảng 1 tiếng rưỡi với giá vé là khoảng 35.000 trên một người. Một số thông tin bạn nên lưu ý là tàu Thanh Tùng chạy chuyến Hòn Nghệ về Ba Hòn lúc 8 giờ và Ba Hòn tới Hòn Nghệ lúc 11 giờ. Thời gian tàu chạy có thể sớm hay muộn hơn, tùy thuộc vào lượng hàng và khách trên tàu. Hoặc các bạn có thể thuê cano đi chừng 30 phút với giá 3.7 triệu đi được 20 người. Hòn Nghệ không có khách sạn hay nhà nghỉ, nhưng người dân nơi đây rất mến khách, vì vậy bạn có thể liên hệ với các nhà dân trên đảo để hỏi chỗ nghỉ qua đêm, chỗ trọ, hoặc bạn cũng có thể xin tá túc lại tại chùa. Phần lớn nhà dân trên đảo đều được xây tường khang trang, du khách đến Hòn Nghệ lần đầu sẽ không khỏi ngạc nhiên vì ban đêm nhiều nhà dân không đóng cửa, trên đảo hoàn toàn không có trộm cắp hay các tệ nạn khác. Thế là đã kết thúc một ngày đầy ý nghĩa và tuyệt vời mà tôi được trải nghiệm tại Hòn Nghệ. Thật thú vị phải không nào? Còn bạn thì sao? Có thời gian rảnh hãy lên lịch trình và khám phá vẻ đẹp con hoang sơ, thơ mộng của Hòn Nghệ nơi đây nhé!